Xin chào toàn thể anh em đội bóng thân thương đang theo dõi cảm show. Có một cái việc đó là khi mà bạn là một cái cầu thủ chuyên nghiệp và bạn thi đấu tại châu Âu, đặc biệt là ở châu Âu, thì việc các bạn phải di chuyển qua những cái giải đấu lớn từ ngoại hạng Anh cho đến La Liga của Tây Ban Nha hay sang Bundesliga, sang Serie A của Ý, thì khi mà các bạn lưu lạc đến một cái vùng văn hóa mới, một cái giải đấu mới, thì cái việc học ngoại ngữ nó là cái việc cực kỳ quan trọng. Bởi vì như chúng ta biết là ở Premier League thì họ chỉ dùng tiếng Anh thôi trong toàn bộ, trong suốt trận đấu, bên ngoài trận đấu vân vân. Tây Ban Nha thì họ chỉ dùng tiếng Tây Ban Nha trong xuyên suốt trận đấu, và ngược lại các nước khác cũng vậy, Đức hay Ý cũng vậy. Vậy tại sao khi một cái cầu thủ chuyển từ cái giải đấu này sang một cái giải đấu khác, thì cái thước đo đầu tiên để mà đánh giá cái cầu thủ này có hòa nhập với đội nhanh hay không, có tốt hay không, thông qua cái việc là cầu thủ này tiếp thu và học cái ngoại ngữ mới. Có những cầu thủ chẳng hạn như Ibrahimovic, anh ta từng thi đấu tại Ý, từng thi đấu tại Anh, từng thi đấu tại Pháp và Tây Ban Nha luôn, chơi cho Barcelona, thì Ibra mỗi một nơi anh ta đặt chân đến đều thông thạo cái ngoại ngữ của cái giải vô địch quốc gia đó. Vậy thì đâu là bí quyết để nhưng mà cầu thủ chuyên nghiệp của châu Âu họ thông thạo những cái tiếng nước ngoài nhanh đến như vậy? Nếu nhìn vào danh sách các cầu thủ hiện đang thi đấu ở Premier League, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sự đa dạng và phong phú về quốc tịch cũng như ngôn ngữ mà họ sử dụng. Bởi lẽ, ngoại hạng Anh vốn được xem là giải bóng đá hấp dẫn bậc nhất hành tinh và cũng đồng thời là nơi mà những chân sút xuất sắc trên toàn thế giới tụ hội. Câu hỏi được đặt ra đây là làm thế nào để các cầu thủ và các huấn luyện viên có thể giao tiếp với nhau, truyền đạt ý tưởng của mình một cách thật hiệu quả trong một môi trường đa quốc tịch như vậy? Năm 2016, một phóng viên đã hỏi Arsene Wenger rằng ông có thể sử dụng thành thạo bao nhiêu thứ tiếng và giáo sư. Vị chiến lược gia người Pháp hóm hình trả lời: "Tôi cũng không biết nữa, chuyện đó còn tùy thuộc vào thời điểm nào nữa cơ." Để hiểu được câu nói của Wenger, chúng ta cần phải xem lại đội hình xuất phát của Arsenal khi đó, bao gồm 3 cầu thủ mang quốc tịch Pháp, 2 người đến từ Đức, 1 người Chile, 1 người Tây Ban Nha, 1 người Cộng hòa Séc, 1 Nigeria, 1 người Ai Cập và 1 cầu thủ người Wales. Ngày nay, Vương quốc Anh đã trở thành điểm đến lý tưởng dành cho các cầu thủ với mong muốn phát triển sự nghiệp của mình, nên việc các câu lạc bộ sở hữu một đội hình đa quốc tịch, đa ngôn ngữ như vậy là chuyện thường ngày. Năm 1995, vua kiên tùng nổi tiếng giữa Jean-Marc Bosman và câu lạc bộ Leeds đã dẫn đến sự ra đời của luật Bosman, thứ đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của thị trường chuyển nhượng cũng như thúc đẩy quá trình xuất ngoại của các cầu thủ. Trong con mắt của các cầu thủ châu Âu, nước Anh chính là mảnh đất màu mỡ với tiềm năng vô hạn đang cần được khai phá. Để rồi 4 năm sau đó, thuyền trưởng của câu lạc bộ Chelsea, Gianluca Vialli, đã trở thành huấn luyện viên đầu tiên chọn ra 11 cái tên ngoại quốc cho đội hình xuất phát. Trước cảnh tượng lạ lùng này, truyền thông Anh cũng đã có những phản ứng trái chiều. Người thì chỉ trích Vialli kịch liệt, người thì lại mong chờ một cuộc cách mạng, một kỷ nguyên mới dành cho Chelsea nói riêng và Premier League nói chung. Gus Poyet, đội trưởng đương thời của Chelsea, vẫn còn nhớ như in những gì đã xảy ra. "Chúng tôi rất ngạc nhiên khi nhận thấy hàng tá cameraman kéo đến sân tập luyện của đội. Khi tôi hỏi, có chuyện gì vậy các anh, sao đông vậy? Thì một người họ đáp, vì tất cả các anh đều là những người ngoại quốc." Roberto Di Matteo ngạc nhiên thốt lên, "Ồ, trên sân tập, chúng tôi chỉ thảo luận và giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh mà thôi, nên quốc tịch gì chẳng có quan trọng." Arsene Wenger, huấn luyện viên ngoại quốc đầu tiên giành được chiếc vô địch Premier League, cũng là một trong những người có khả năng nói tiếng Anh cực kỳ lưu loát. Và đặc biệt là Pep Guardiola, huấn luyện viên có thể sử dụng luân phiên 4 thứ tiếng: Tây Ban Nha, Catalonia, Anh và Đức, cũng là một huấn luyện viên gặt hái được rất nhiều thành công tại Premier League. Bên cạnh đó, cựu huấn luyện viên của Everton, Roberto Martinez hay Claudio Ranieri và Mauricio Pochettino đều là những người sử dụng thành thạo tiếng Anh. Nhờ đó, họ có thể giao tiếp, truyền đạt các ý tưởng và chiến thuật của mình tới các học trò một cách cực kỳ cặn kẽ và hiệu quả, cũng như hung đúc tinh thần của các cầu thủ của mình. Mauricio Pochettino đã từng tham gia rất nhiều khóa học tiếng Anh kể từ khi tiếp quản ghế nóng tại Southampton vào năm 2013. Nhưng ông vẫn thích trả lời phỏng vấn bằng tiếng Tây Ban Nha, cho đến tận khi ông dẫn dắt Tottenham Hotspur và được yêu cầu sử dụng tiếng Anh càng nhiều càng tốt. Ngược lại, Arsene Wenger vốn đã thông thạo tiếng Anh kể từ trước khi ông đến làm việc ở Premier League. Ngay còn đi học, Wenger cũng tỏ ra cực kỳ hứng thú với việc nghiên cứu các loại ngôn ngữ, bao gồm tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý và tiếng Nhật. Nhờ đó, Arsene Wenger có thể thoải mái trò chuyện và tận tình hướng dẫn các cầu thủ của mình. Về cơ bản, rào cản ngôn ngữ chưa bao giờ là vấn đề lớn với Wenger. Và giáo sư không chỉ đơn thuần là một biệt danh mà người hâm mộ bóng đá đặt cho ông vì vẻ ngoài đầy học thức, mà Arsene Wenger là một vị giáo sư theo đúng nghĩa đen. Theo Wenger, có một số cầu thủ cần rất nhiều thời gian để làm quen với một ngôn ngữ mới, và một số còn thậm chí không thể cải thiện được vốn ngôn ngữ của mình, bất kể là có bao lâu đi chăng nữa. Ví dụ như David Beckham,
sau 4 năm chơi bóng tại Real Madrid, anh vẫn không thể nói được tiếng Tây Ban Nha một cách lưu loát. Những người không sử dụng chung một thứ tiếng vẫn có thể thi đấu cùng nhau và trao đổi thông tin qua ngôn ngữ hình thể, body language. Một cầu thủ người Nga, một cầu thủ người Mỹ và một cầu thủ người Nhật vẫn có thể chơi bóng cùng nhau mà chẳng cần trò chuyện lấy một câu. Tuy nhiên, điều đó cũng sẽ vô tình tạo nên một rào cản. Họ sẽ nghĩ rằng khoảng thời gian có mặt trên sân là đủ để họ hiểu ý nhau rồi, chứ chẳng cần trao đổi trực tiếp một điều gì đó. Nhưng thực tế thì không, và đó là lý do chúng ta cần phải khuyến khích các cầu thủ phải học ngoại ngữ, Arsene Wenger nhận định. Cựu trung vệ Arsenal Philippe Sanderos, người cũng từng có khoảng thời gian khoác áo phó thủ từ năm 2002 đến 2008, đã có cơ hội chứng kiến quá trình lột xác của Cesc Fabregas. Theo lời miêu tả của trung vệ người Thụy Sĩ, ngày mới đến Arsenal, đến nửa chữ tiếng Anh Fabregas còn không biết, chắc là chỉ biết được hello, thank you, thế là hết. May mắn thay, Sanderos thông thạo đến 5 thứ tiếng, bao gồm Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Ý, đồng thời cũng là bạn cung phong của Cesc Fabregas. Chính Philippe Sanderos là người đã kèm cặp và nhiệt tình giúp đỡ Fabregas trong việc học tập và giao tiếp bằng tiếng Anh. Ngày nay, hình thức dạy một kèm một đã trở nên vô cùng phổ biến, khi mà các lão tướng thường sẽ là người giúp đỡ những cầu thủ trẻ có cùng quốc tịch với mình trong quá trình hòa nhập với một môi trường mới, một thứ ngôn ngữ mới. Không nhiều người thấu hiểu tường tận về tầm quan trọng của việc học hỏi và sử dụng thông thạo một loại ngôn ngữ đối với quá trình hòa nhập vào một đội bóng mới, một môi trường mới. Ngày mới gia nhập Liverpool, bộ đôi Fabinho và Naby Keita đã vắng mặt trong rất nhiều trận đấu, khiến cho các cổ động viên của The Kop lo lắng về không những một mà đến tận hai bom xịt. Nhưng thật ra, chính huấn luyện viên Jurgen Klopp đã yêu cầu hai chàng tân binh này hãy chuyên tâm trau dồi trình độ tiếng Anh trước khi nghĩ đến chuyện ra sân thi đấu. Theo Klopp, các cầu thủ Liverpool cần phải có khả năng nghe, hiểu và giao tiếp bằng tiếng Anh thuần thục để thấm nhuần tư tưởng, triết lý bóng đá của Klopp. Ngoài ra, Klopp cũng rất ngạc nhiên trước khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của thủ thành Alisson Becker. Kể từ lúc chân ướt chân ráo chuyển đến sân Anfield, thủ thành người Brazil đã có thể chỉ huy hàng phòng ngự và tích cực giao tiếp với các đồng đội bằng tiếng Anh. Đó là một yếu tố rất đáng để chúng tôi quan tâm. Những cầu thủ giỏi luôn là những cầu thủ sẵn sàng đầu tư thời gian, công sức và việc học ngoại ngữ. Tôi sẽ không chỉ đích danh một ai cả, nhưng tôi đã từng tiếp xúc với những cầu thủ tỏ ra chẳng mấy hứng thú với việc học tiếng Anh, và họ đều nhanh chóng phải cuốn gói ra đi, rời khỏi giải Ngoại hạng Anh chỉ sau nửa năm hoặc cùng lắm là một năm. Họ thất bại vì bản thân họ lười biếng và không muốn hòa nhập với môi trường mới. Alan Redman, cựu giáo viên tiếng Anh của các cầu thủ tại Liverpool, tác giả của cuốn sách Giáo trình Oxford dành cho bóng đá, nhấn mạnh trên tờ ESPN. Tiêu biểu là những Arjen Robben, Edin Dzeko, Cesc Fabregas, Vincent Kompany đều thông thạo 4 loại ngôn ngữ, hay Ibrahimovic và Romelu Lukaku thậm chí còn sử dụng thông thạo từ 5 đến 6 ngôn ngữ khác nhau. Cũng không phải ngẫu nhiên mà những người thông thạo nhiều thứ tiếng như Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo hay Jose Mourinho mới có thể chinh chiến trên khắp nơi ở đấu trường châu Âu, chẳng ngại bất kỳ giải đấu vô địch quốc gia nào, chẳng ngại đất nước nào, nhanh chóng hòa nhập vào đội bóng mới và lập tức gặt hái được nhiều thành công rực rỡ đến vậy. Giờ đây, việc học tập và biết thêm một loại ngôn ngữ mới đã trở thành một phần không thể thiếu trong chương trình đào tạo của các cầu thủ trẻ. Những học viện bóng đá hàng đầu thế giới không chỉ muốn huấn luyện nên những Ronaldinho, Messi tương lai mà còn muốn đào tạo ra những cầu thủ toàn diện về mọi mặt, những món hàng trị giá triệu đô theo đúng nghĩa đen. Theo British Council, một trong những phương pháp hiệu quả nhất để khuyến khích những cầu thủ trẻ học thêm các loại ngoại ngữ chính là khuyến khích họ trò chuyện với nhau nhiều hơn trong lúc luyện tập, tổ chức các hoạt động ngoại khóa như giải câu đố, team building, v.v. nhằm tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ làm việc theo nhóm và trao đổi với nhau bằng một ngôn ngữ chung, qua đó thúc đẩy họ trau dồi thêm vốn ngôn ngữ một cách tự nguyện, tự nhiên và hiệu quả. Dù bóng đá là một thứ ngôn ngữ có khả năng kết nối hàng triệu tâm hồn, hàng triệu trái tim của những người hâm mộ lạc tốt cầu trên khắp nơi thế giới lại với nhau, thì các loại ngôn ngữ chính thống vẫn luôn là kênh giao tiếp hiệu quả nhất để các cầu thủ và các huấn luyện viên có thể bàn luận chiến thuật, trao đổi thông tin và tiếp thu ý kiến nhằm cải thiện, nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân. Và suy cho cùng, đó cũng là cách duy nhất để cả một đội bóng đoàn kết, tìm được một tiếng nói chung theo đúng nghĩa đen và giành chiến thắng.